Hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều nhiệm với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu. Chị có giữ giá đúng không? Vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Thì thôi mình ngày cứ xưa cái là gì đó mình cứ cái biệt danh là từ bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói kia. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ, đúng rồi. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nói mở mắt em mở nha. Mở mắt đi đây. Ta đời rồi. Em ơi, chào em. Dạ, chào chị. Cậu thấy. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thế bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh, Quốc Thận. Ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Thôi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Bây giờ nói luôn đi, lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè. Thì lúc đó là siêu mẫu nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều nhiệm với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân? Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao, mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Thì vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về, mới search lên trên mạng,
em mới thấy kim cương, mới nói à thôi cũng được. Okay. Cũng được, cái từ cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao người Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau thì ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết ông Phúc. Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại, giữ contact, rồi từ từ mình nói chuyện sau, đúng không? Mình vào vọt ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng có kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ nhớ, nhưng mà em cũng, mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Mà có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó nghỉ chưa. Gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình nhắn bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không ngày xưa, lúc mà chị Danh Tuấn Anh á, là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó. Cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó. Rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Đó. Tối về rồi cũng đâu ngủ được. Cũng rồi. Vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Thì vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy thì sao? Anh ấy thì sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau. Thì đó thì cực cỡ tụi tôi. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin. Buồn quá không biết làm gì. Bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em. Bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mà suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ nhớ. Bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó. Sau một tháng không gặp mà chỉ trời, nó mãnh liệt chứ. Nó rần rần. Mãnh liệt, nó la mà lắm luôn. Nó la mà lắm luôn. Có nhào tới ôm. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó, đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác ấy mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà
qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Tức nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sấp ở trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Đây mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi anh vô toilet ngồi chống một thì cờ lâu vậy đó. Bao lâu thì chắc sáng tác đó, ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cờ lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn kiểu lê như vậy đó, đúng không? Dạ lê mê kiểu đó. Kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho thay mình đổi. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình ngày cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói kia đi. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi. Ngày xưa chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. À đúng rồi. Cái đầu cao lắm rồi. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoản sở ghét, sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là ảnh mê, tức gọi là thực tiên là nhà của em thì không quá lớn nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết. Dạ anh thích để kiển ở trên lầu rồi. Sao nè, còn gì nữa không? Dạ đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ kể à, kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi chứ. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa như cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Dữ dằn anh nha. Đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. La la gì đó thì thôi đi cái đại luôn. Chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nào bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy toilet đóng cửa luôn không? Đóng lại. Ấy rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng mà kẹo được đó, là không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Tôi nói kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em không?
Đó. Cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho người kia. Là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc chứ cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bít bùng bít cửa luôn. Ôi, vậy giờ là em có muốn hai đứa, hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm, trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng. Mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui vẻ vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui, chứ nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Thế là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Thì em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu anh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới đi chơi đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cậu ở lạnh thì vô đây nằm chung. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cưng. Dạ, chào chương trình Vợ Chồng Son, chào hai MC. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hoàng, năm nay em 35 tuổi. Em đang là giám đốc kinh doanh của công ty PM Picture. Chào Hoàng nha. Dạ. Dạ, em xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chào khán giả, chào hai MC. Em tên là Cao Thị Huỳnh Nga, 31 tuổi. Hiện tại em đang đại diện cho một công ty Nhật về xuất khẩu hàng nội thất và có kinh doanh riêng về trang sức đá quý thiên nhiên. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi, làm sao để mà hai bạn coi như là gặp nhau và lần đầu tiên gặp nhau là có ấn tượng gì về nhau? Em trước đó là tốt nghiệp trường đại học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Thì em sau khi tốt nghiệp xong thì em cứ làm việc cho người Nhật, rồi em quen người Nhật luôn. Xong rồi mình không nghĩ là mình quen người Việt Nam. Xong một cái thời gian bị stress về công việc, tự nhiên người Nhật người ta rất là kỷ luật. Em mới nghỉ công ty và đi học pha chế để mình giống như mình giả stress vậy đó. Vô cái lớp pha chế đó thì tự nhiên mình thấy anh này, thì tự nhiên anh cười một cái nụ cười giống như là hoa hướng dương mà nó nở lên. Quả nắng đó, trời ơi. Tươi lên giống như là cái áo của chị Hồng Vân đang mặc vậy đó. Trời ơi, đây là chiếc áo mà mang nụ cười của em đó. Nhưng mà em không có thích liền, có nghĩa là em quay ngược là em ghét. Đúng rồi. Tụi em ganh tị. Tại sao lại có một người nụ cười nó tỏa nắng hơn mình, đúng không? Thì em ngồi kế bên của chị đó, em cứ hay ngồi nói xấu anh này. Tại sao em lại nói xấu anh? Tụi anh nói chuyện vô duyên lắm anh. Anh này không? Giờ để bạn nói đi coi có bị vô duyên không nha. Dạ, lần đầu tiên gặp trong cái lớp pha chế, lúc đó là trong em có cái suy nghĩ là phải làm kiểu gì đó để là của mình thôi chứ không phải của người khác. Bạn này là có ý định chiếm đoạt luôn. Dạ, nên cô gái nhìn đầu tiên là muốn là đã muốn chiếm đoạt rồi. Là em nhìn cổ là cổ lan của cà rốt và em là muốn là con thỏ đúng không? Cứ từ từ cứ thích rồi kiếm cách nói chuyện nó vô duyên, có duyên các kiểu đủ thứ. Có nghĩa là em muốn như là tạo một câu chuyện cười nhưng mà vô tình cũng không cười. Dạ. Thành ra nó đâm ra thành vô duyên.
Cười theo kiểu vô duyên luôn. Dạ. Kiếm cớ gì đó để nhờ cái này nhờ cái kia. Nói chung là hay nhờ lắm. Tốt nghiệp xong mà nghỉ, em mới chuẩn bị mở một cái quán về nước ép sinh tố dinh dưỡng. Anh này nói anh muốn làm chung, hai người mới có cơ hội gặp ngoài tiếp. Em nhớ là có bữa là em muốn đi chùa Bình Dương, thì em mới hỏi thử anh này là có rảnh không chở em đi chùa mà xa lắm. Cái nói được, có nghĩa là buổi tối đó là phải ở một cái chỗ mà nó gần với cái khu Bình Dương, nghĩa là đi khách sạn vô xong rồi cái cũng bút một phòng luôn, rồi hai giường, cái mỗi đứa ngủ một giường. Em là không nghĩ tới bạn này, nhưng bạn này là bạn gặp em là bạn muốn ăn củ cà rốt liền rồi, mà bây giờ mà em lại củ cà rốt mà đưa vô khách sạn chung với con thỏ nữa, thì giờ em nói cái cảm xúc của em đi. Còn bối rối chứ chị, đúng không? Tại vì mình tà ý mà, mình tà ý từ đầu mà. Lúc đó thì không biết đâu, nhỏ này nó nghĩ trong đầu mà tự nhiên mới cho anh đầu tiên ngủ khách sạn thấy căng quá. Đi vô may là hai đứa nằm hai giường, thì đi lên cùng nằm tâm sự các kiểu thì ngủ thôi. Nửa đêm á, cái bạn này đi qua khều nói em lạnh. Ôi, y như cực hình luôn, nhớ lại như cực hình. Cái ở lạnh thì vô đây nằm chung. Đi vô nằm, vợ mình chui vô hai đứa nằm. Em ôm bạn em ngủ đúng một đêm. Rồi bây giờ mình nói thì mình thẳng mình nói, chứ cái lúc đó nó đau khổ luôn. Mình đang nói thẳng mà. Nằm mình nhịn cái đêm. Khó chịu luôn. Mình không thể nào mà mình xổ sang được hết. Dạ đúng rồi. Dạ ngủ, em ngủ thiệt. Mệt quá em. Cũng việc ráng tiếng đồng hồ thôi mệt. Ôi, ngủ cho rồi đi. Cái đêm đó là tại vì em bị ngẹt ngủ, em bị viêm xoang. Cái xong thì thật sự em cũng cần một cái gì đó ấm áp, em chui vô em ngủ thì em ngủ ngon. Nhưng mà nói thiệt nghe, đêm đó nếu như mà ổng đòi á, hoặc ổng giở trò đó thì em có cho không? Lúc đó thì em có chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Phương án đầu tiên á, ví dụ như anh này nằm ở không luôn á, thì em sẽ xét lại. Còn thứ hai á, nếu như mà anh vồ vập quá thì em cũng sẽ, thì mình xong cái đó là xong rồi, mình chia tay luôn. Kiểu vậy cũng hốt trọn luôn. Mà xong một lần tin một đêm đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau đó, chính thức là yêu nhau rồi. Hình như là sau 2 tháng thì trong cái 2 tháng đó thì em cũng rủ ảnh đi mấy lần, cũng khách sạn luôn, rồi cũng nằm ngủ vậy đó chứ không có làm gì hết. Có một cái đêm em nhớ là hình như đi cổ vũ đá banh cho Việt Nam á. Cái xong rồi đi về khuya quá, đường đông quá, mới thấy khách sạn thôi chui vô, thì hai người mới bắt đầu đến với nhau vào cái đêm đó. Dạ, nhưng mà sau đêm đó là hai em là của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì có dọn về ở chung với nhau luôn không? Có, tại vì em có mở ra một cái quán, thì em mướn nguyên một căn đó luôn, thì cho anh này anh ở trong đó luôn. Làm thuê cho vợ mình. Ồ, đã không? Nhưng mà em cũng ở chung với một người bạn nữa. Em thì em giấu bạn đó là em không có quen anh này. Mà anh này anh hay giở trò á chị, anh kiểu là đêm đầu anh ngủ anh kêu có ma, cái anh phải kêu em đi lên ngủ chung với anh. Cứ kêu là bóng đè chị. Mang đồ đen này. Chúng mang đồ đen. Thì một thời gian thì tự nhiên cái bị accident. Bác sĩ bảo cưới. Thì lúc đó em rất hoang mang, từ vì em nghĩ chứ anh này là phải 3 năm nữa em mới cưới. Xong anh mới nói là phải cưới thôi chứ chờ gì nữa. Vừa lo mà vừa mừng gì. Nó lạnh lòng lắm. Mình lo là vì lúc đó cái gọi là cái tương lai của mình nó chưa ổn định. Một phần là hai đứa là có kế hoạch như vậy, tự nhiên nó bại ra nên nó cũng lo, mà mừng là vì tự nhiên cái ôi mình thẳng mà mình có con mình mừng chứ. Trời ơi, mình thẳng của đứa con mình mừng chứ. Nhiều em đi coi bói này kia thì bói nói em khó có con lắm, nên là tới lúc đó em nghe cái em mừng lắm luôn. Khi mà em báo với mẹ em á thì mẹ em nói ủa bây giờ không cưới đợi chừng nào. Mẹ hả, mẹ nói vậy hả? Mẹ là vừa có em bé là em báo tin cho gia đình liền. Dạ. Bây giờ là em bé được 14 tháng rồi. Dạ. Thôi cưng á, bé trai hả? Dạ. Giống ba không? Dạ giống là hai. Vậy là câu chuyện tình của hai bạn này đẹp quá, đẹp. Không có gì trục trặc cả đúng không? Vậy chắc cũng có tật xấu gì đâu. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Đây. Bây giờ hỏi Hoàng trước đi. Mắt sáng lên liền. Cô ấy có tật xấu gì nhiều không em? Đâu dám nói. Với em thì nó cũng nhiều. Em chỉ thấy nó dễ thương thôi. Thấy chưa? Cái tật xấu là thứ nhất là hay điên sản. Hay điên sản. Tự nhiên cái quá đang ngồi cười vậy chứ có khi quay qua sàn ngang lúc nào không hay. Có lên ha la và ăn hiếp em không? Cái đó thì chồng nào cũng bị mà em nghĩ vậy. Dạ. Anh cũng vậy á. Dạ. Có người cùng hành cảnh. Trời ơi anh tội lắm em ơi, bữa nào đến tâm sự cho nghe. Dạ. Và sau này có những tật xấu nào nữa nè? Làm sai nhưng mà lúc nào cũng bắt em là người nhận. Sao ta ăn hiếp á, ăn hiếp đó. Làm sai mà bắt em nhận sai. Dạ. Đúng không? Cô gái này đã từng làm việc cho người Nhật rất là nhiều. Dạ. Vậy thì có bao giờ áp dụng những cái phương pháp gì đó hoặc những cái kỷ luật gì đó lên anh chồng mình mà theo kiểu người Nhật không? Đôi khi thì phải có tranh cãi. Em nhớ có lần cái tính của em á là hay giúp đỡ mọi người những thứ lặt vặt.
Cái bữa đó đi học cái lớp kỹ năng chung, có một bạn là đồng nghiệp của vợ em. Thì cái bữa đó cái bạn bị gãy cái guốc. Mà em nghĩ trong đầu, ôi thì thôi mình đi mua keo mình dán cái guốc lại cho người ta. Em chỉ nghĩ đến nhà thôi, cái không biết rồi bạn đó với vợ em tâm sự sao. Cái chiều đó vợ em gọi điện về, nói em không về nhà đâu. Lang thang công viên mất gần 4 tiếng đồng hồ mới về. Khóc vậy em mới biết đó chị, lúc đó mới biết bạn em ghen. Ghen quá. Rồi năn nỉ kiểu gì mới về? Em nói là thôi có gì thì về nhà nói, rồi hai đứa mình là hứa với nhau rồi, có cái gì cũng cứ đi về nhà nói với nhau, chuyện lớn cũng nói, chuyện nhỏ ông nói, không có kiểu đó. Mỗi là lần mà ghen phong cách Nhật Bổn. Tức là buồn là đi lang thang vậy. Lang thang không nói ai. Thôi mà nghe, đừng đi lang thang nè, giờ nguy hiểm lắm đó. Nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Thế nhiều không em? Nhiều không? Nhiều lắm anh. Mắt sáng lên liền á. Rồi có nghĩa này là tại vì thì lúc ban đầu em cũng nói rồi đó, em đã sống với người Nhật, nói chung là như là bị nhập á, bị Nhật nhập. Hễ mà đồ đạc trong phòng mà lộn xộn á là em rất là khó chịu. Thì khi mà lấy anh này về em bị sốc. Có thể là do em cũng hơi kỷ luật quá. Em phải từ từ phải nhả bớt ra, tại vì với một người như ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa của người Nhật thì nếu mà làm như vậy thì ảnh có thể nhiều khi cũng bị sốc. Thì ảnh cứ nghĩ em ăn hiếp ảnh thôi, nhưng mà thật sự em cũng muốn rèn cho ảnh cái tính đó. Nhưng mà chắc em phải làm từ từ. Tập thứ hai có nghĩa là ảnh làm những cái việc hay dở dang lắm, đang làm cái bỏ. Công việc cũng vậy. Ý em muốn nhắc ảnh là khi mà mình làm cái gì mình phải ghi mục tiêu mỗi ngày ra. Vì mình ghi ra mình mới nhớ mình làm gì hoặc mình chưa làm gì, tạo cho mình một cái thói quen tốt. Thành công thì em học từ người Nhật cái cách đó, mà nói hoài không nghe. Kiểu nhiều khi em bực em la, anh này anh được cái tính là kêu là la xong rồi cái ảnh mà anh buồn vậy xong cái hết, ảnh không có giận gì hết á. Em thấy gì cũng thấy mình thấy tội. Mình nói trời sao mình la hay dữ vậy ta. Kiểu mình suy nghĩ lại là lúc đó mình hơi nói quá. Tại vì lúc mà em nóng lên đó là em hay la anh dữ lắm. Đó thì em thấy đây là đúng là người mà chịu đựng em á. Từ ngày trước em quen người nào á, người nấy kiểu như không chịu được tính của em là thế là cũng phải chia tay thôi. Còn anh này kiểu như là anh chịu đựng được tính em, bắt đầu em phải sửa lại cái tính đó của mình. Quá tốt. Rồi còn cái gì nữa nè? Ngủ hả, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là ý em muốn ảnh thay đổi cái kiểu là tối đừng thức khuya, phải dậy sớm để mình bắt đầu một ngày mới, mình làm được buổi sáng, việc buổi sáng nhiều hơn. Yes. Khi mình cứ làm buổi tối vậy á, nhiều khi mình cơ thể bên trong mình bị lão hóa không có tốt. Mà mình hồi xưa ảnh nói với em là ảnh không nghĩ là ảnh kết hôn hoặc lấy ai hết, ảnh ở mình vậy đó. Thì lúc đó em nói ảnh là đúng rồi, nếu mà sống một mình á thì mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà giờ mình đã có gia đình rồi, mình có em bé nữa thì mình phải làm sao sống cho lành mạnh. Đó, vậy em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn chồng em thay đổi là làm cái gì cũng phải có mục tiêu, phải ghi ra hàng ngày để con mình biết là mình có làm hay chưa. Dạ, với lại là nói chung là mình sắp xếp công việc, việc nào quan trọng thì mình nên làm, và việc nào mình không thấy quan trọng thì mình có thể để sau đó, người sắp xếp thứ tự. Dạ, thứ tự rõ ràng. Dạ. Còn Hoàng, Hoàng mong muốn giờ thay đổi điều gì? Dạ để nguyên thôi, chứ nhiều khi mình nói la chứ không nghe la cũng thấy ngứa cái tay. Thấy ngứa. Dạ. Ngày nào không nghe dở cành nhạc. Dạ. Cũng khó chịu còn đâu. Phải chọc cái gì đó cho la cho vui nhà vui cửa. Vui nhà vui cửa. Dạ. Thì hai người này dễ thương quá, cặp đôi nữa, đúng này không? Là quá hoàn hảo rồi. Thực sự nó chỉ là những cái gì nó rất là nhỏ nhặt còn thôi. Tự nhiên nghe bạn này nói chuyện xong mình thấy mình phải thay đổi đó. Nghệ sĩ mình thức khuya quá em ơi, thiệt không, luôn này, em tính chất công việc á. Em thức em ngủ sớm. Trời ơi, bởi ở bên đây tụi chị muốn ngủ sớm cũng không có cơ hội đi ngủ này sớm nè, luôn. Tối trao đổi công việc chứ bà định chỉ nhắn là để sáng bà trả lời. Chị nói vậy đó, vừa xong là beng là bà trả lời liền, mà lúc đó là 12:30 rồi. Công việc nó nhiều quá. Với lại có những cái quay mà những cái chương trình kiểu như thế có khi quay tới 2-3 giờ sáng và liên tục như vậy. Tính chất công việc. Thực chất hồi nãy anh Đức là đồng ý với em về cái việc gọi là chúng ta nên ngủ sớm để chúng ta có được một cái buổi sáng thật nhiều. Và cái buổi sáng đó chúng ta làm việc rất là hiệu quả. Và anh đang áp dụng và anh thấy nó rất là hiệu quả.
Dạ. Rất hiệu quả chị. Ừ. Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hai bạn nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc vậy hoài nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh đi vô phòng nhà vệ sinh, cái mẹ em đó Thảo ấy Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn đó là vui. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng. Rồi mời hai em ngồi. Dạ cảm ơn. Không biết là hai đứa đó là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Phận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn món gì ạ? Dạ ốc. Trời ơi, món tủ của tôi ở đâu? Ở đâu? Địa chỉ 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần giờ gần đấy, gần gần hết gần trước cửa. Gần nhận mà em đi đâu mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm, vợ em bị làm lễ tân. Rồi mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp thì khuôn mặt thì em không ấn tượng. Nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao ngay. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào thì em mới trả lời để em xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào, nói chuyện hoài luôn mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải có tình nhiều chứ đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì anh ra đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn. Đi bộ ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đường đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng, nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thế cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có ủ mưu chưa? Có. Có đi chứ. Trời ơi. Nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái chị. Hải vậy sản đó là khỏe lắm đó nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống chấm một tạc không? Ồ. Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn cắt kết nhau hơn mà kiểu là trong đó lúc đó đầu em là muốn cưới người này rồi. Nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá là mình muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thì tầm hơn tháng sau thì em có bầu. Bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là báo tin vui đúng không? Dạ. Đó. Khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Sợ. Thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ.
Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh cái mẹ em nó Thảo ấy Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùn quá à. Nhưng mà thôi, con dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Ờ. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền, đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia, xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Là lý do sao nè, sóng gió sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì, đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung là không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có huề nhau nhanh không? Hay là không sau về rồi. Ôi, có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà, đi khỏi nhà, hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á? Bỏ về nhà mẹ đẻ, ngủ đến sáng hôm sau về. Em với nhà em trông con. Tưởng ông Hoàng kia ông ở luôn, ai dạ ông đi về bọn. Đêm đó em ngủ, em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Và từ đó tới giờ là không. Dạ không. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Thường là nó 3 tháng à? Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi. Dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Thôi dạ. Chúc mừng nghe. Dạ. Rồi. Bây giờ đến tới cái phần vui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó. Chồng em nó chỉ được cái nóng tính thôi à? Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà được. Nóng mà giống như của ai đổ nước sôi vô người á, nhưng mà tiếng là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không? Bây giờ thì đỡ rồi. Giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập cái đồ này rồi có đập vợ không? Đó không, bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đánh em cái rồi má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên, em không muốn chia sẻ nữa. Hãy cho về nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả du con ngủ ở trong làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, còn pháo không gì chứ. Ở nhà không à. Không mê game, không mê gì chứ. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được, nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp ăn là có mặc đẹp. Đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi hay là một bộ đôi, một áo thế gì đủ rồi. Cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Tại đồ hiệu nó tốt mà. Em nó đẹp nữa. Em giống mê mà. Rồi bây giờ tới em nói gì? Dạ kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Tật xấu. Ở đây không có kể. Chương trình khai tật xấu. Khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm, hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em ghét nhất là nhăn nhăn suốt ngày. Đó, dù có chuyện gì nói ra. Chứ mà nhăn nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống lên là nói chung mà sừng sừng mặt lên nó là em không thích kiểu đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mặn quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì dặn dỗi hay chăng nữa bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành nữa.
Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Cưng mẹ lo cho hết. Dạ. Từ bé giờ là không biết làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Con đang chống cự mà. Tại vì không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn chống cự không cho làm. Trời ơi, giờ em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm, chứ đừng có giống như hồi chiều này đi làm tóc từ hồi 8:30 sáng mà tới 3:10 mới xong, mà mình đã hẹn với chương trình là 3:30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi kia cái đầu ướt nhẹp luôn, đội nón bảo hiểm đi luôn, chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt phóng tính lại thôi. Nghe vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cô lại, dạ. Đúng không? Thế sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Con liền. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi, tại sao anh nóng thì lần sau mình né những cái đó đi, thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn, thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất tòng tâm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên, nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Dạ. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại. Dạ. Được ha cưng. Ừ. Ha. Dạ. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm nè, rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Dạ. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống với nhau suốt đời. Dạ. Rồi, hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ, dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á, thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Bạn bè chung thì là không có luôn. Thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy, thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy sẽ quen. Nhìn ra, đó, đấy là bé mà mới gặp đó. Dạ, em cảm giác em bị gài á. Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Dạ, thí dụ một cái tính trẻ con thôi. Nhiều khi mà nằm cái meo meo meo. Meo meo meo. Mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Trời ơi, quen quá quen rồi. Hai gương mặt rất là quen thuộc với các bạn trẻ nghe. Thật sự không có nghĩ là sẽ gặp tụi em trực diện như thế này luôn á. Chắc có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi, phải không nào? Thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục, đó chính là giới thiệu về mình. Mời hai em. Em là Nghiêm Anh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Tên thường gọi trên mạng gọi em là Genesis. Em làm ở YouTube, em làm video trên mạng này nọ. Em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị, và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ, em đẻ ở Hải Phòng. Dạ, nhưng em sống bên Anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23 tuổi về đây. 23 tháng học xong đại học là em về. À vậy hả? Hèn gì nó cái giọng lớn lớn. Bây giờ em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình.
Trời ơi, không biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Thuận và tất cả các vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. KOL. Dạ. Dạ, mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà đó. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiều nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn lấy luôn, có nhiều nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Dạ. Cái tên đấy chắc giới thiệu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu, thì lúc mà bạn em mới biết Trang, cả lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan vậy thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Sebesit. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi, bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani? Từ thời rất là lâu rồi. Dạ, thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật đấy. Dạ, thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Cái đấy là nhớ là 2012 à. Thì lúc đấy em có chơi game mà lúc mà em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Hồi đó bên anh là em học rồi, khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào? Hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Nó là coding cho game. Thì là computer game design and story development. Vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí. Bởi vì em bị cái là em ở nhà, em sống một mình. Em sống mình từ trước đến giờ rồi, nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Cái đấy là một cái đam mê nhỏ nhỏ trong cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất rất nhiều. Và trong Pháp TV đó cũng làm một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời, là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber, giúp với YouTuber mới, mấy creator mới để biết từng nghề và nói chung tham gia. Đến đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy em đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra một cái kiểu thang đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi, vì vợ em nhìn rất là like, và em làm 100% Việt nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để lại ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà, thì em cũng chuyên nghiệp, em đâu dám nói gì đâu. Dạ bộ liếc thôi. Em chỉ nhìn thôi, em chỉ nhìn thôi, nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ. Thường là em về là em không có kiểm tra, trên Facebook em làm social media nhiều mà. Thì em không có việc kiểm tra mấy cái ad friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại khuyến á, em lại xem. Em lại xem qua hết. Em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì là không có luôn. Thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy, thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy sẽ quen, nhìn ra đó đấy là bé mà mới gặp đó. Như vậy là Xoài Non là người chủ động
Advance anh trước. Dạ, dạ đúng vậy rồi. Vậy thì tại sao? Lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game. Em cũng theo ngành là theo muốn theo streamer. Lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn. Thì lúc mà mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa giờ các bạn phải có làm quen đi. Thì em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề thì mới là về các bạn phải có làm quen. Mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền. Hai em có phải là cô bé ở sự kiện không? Ôi trời, cái câu hỏi này lâu lắm rồi đúng không? Đúng là mình là ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo. Đúng rồi. Không để cho người ta làm hoài không được. Không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn. Bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, cái đấy là phải cũng thời gian đấy. Bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau, xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Nhưng mà tức là một thời gian là ngừng liên lạc. Dạ, có đôi thời gian. Câu chuyện là như thế này, nó thật luôn. Cái hôm mà em lần kia em dẫn vợ em đi trong một cái date nào đi đó, đi ăn đi ha. Thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả, em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi đó, đủ tuổi rồi đó. Dạ, nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em là em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đó em là em bị kiểu là bị đơ chờ, em không biết cái gì luôn. Nhỏ quá, em còn phải kêu là cho anh xem chứng minh nhân dân được không đó, bởi vì thật sự là em không ngờ. Em nghĩ cái kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ. Đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là vợ em, bởi vì lúc mới còn trẻ quá mà phải về đúng giờ, nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút đó. Thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò là mình đi công việc đấy đó, thì em cũng hơi hoang mang. Nó kêu ok, mình lịch sử mà, nó kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác như em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha. Em kêu chết rồi, cái kèo này nó chua gì đó. Mình là mình tính cách khác, nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này, với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Dạ. Trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa vì kiểu là biến đi ra ngoài, mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Thì là em hay qua bên đó em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? Dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á, thì họ kiểu họ đi. Còn trong em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh, thì em cảm thấy là người đàn ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng, thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi rụt vô trong xíu, em không có dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng đúng không, dạ, mở lòng rồi. Ra thì mới thấy là chồng mình được ngon, được ngon đúng không? Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau và em cầu hôn cổ đúng không? Mình em bắt đầu yêu nhau lúc khoảng lúc mà Trang cỡ 17 đúng không? 16 rưỡi đi. Tại vì lúc 16 là gặp nhau xong 2-3 tháng sau mới thích. Dạ, dạ. Lúc mà Trang cỡ khoảng 17 thì lúc đấy em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Dạ, thì đúng năm sau là hôm mà ngày đám cưới đó, là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Thì là em là đám cưới hái liền luôn. Hái liền luôn. Giờ là xài chính rồi đó. Đúng chưa? Anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò, đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau, cái nụ hôn đầu tiên đó, là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều, thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc đấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là
không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cool kid, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng, khoảng 67 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn, nhưng mà em không biết cách nào được, mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi, em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, không hờ không có tay để nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải, em như em là người chủ động. Thì như trên taxi. Chủ động ra ở đâu? Cái đấy như đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Taxi à? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên môi. Hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em một khách hàng như thế này, xong cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy, em thấy xong em cũng dạ vợ em để tay em đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại vì em dữ lắm, vậy mà em dữ mà, cái xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt lên đây, cái em mới đưa tay em đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng rón rén để đoán. Vậy á, Hiếu á thì là một người là hoạt động trên social, trên social media, là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi, thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Thành ra khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ gì nữa, thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường và em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có, mặt rất là mỹ mãn luôn. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11, nay là mới có 4 tháng à. Son quá ha. Như vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Thấy nhiều lắm rồi hả? Có nhiều cái kỳ lắm. Đâu kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em còn rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở giữa nhà nhảy múa, la hét hát hò. Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Còn mát của chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất mà em có thể nghĩ tới, cái ngủ nhiều. Vợ em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy khóc thật. Mà không phải là đâu. Ngày này qua ngày nọ không hay là không phải hàng ngày, nhưng mà có mấy khi nếu mà có thể được thì sẽ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể được, đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á, thì em sẽ dành thời gian cho buổi tối để làm việc, tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày thì sao á, em không hợp với ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả, chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc, xong rồi xem này trả lời kia, rồi em làm hết trong buổi tối luôn, xong rồi ban ngày thì em đi ăn đi uống đi xem phim đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa. Ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè? Có xấu ăn không nè? Ví dụ như đói bụng á, là có hay la cọc, em không? Cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không? Không lời tật của em không. Vậy em có quyền rồi, giờ tới em đó. Em thủ em rất là hay cành nhành. Tại vì em cực kỳ ghét ở bừa. Mà chồng em là quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Là bừa bộn nè. Dạ đó. Đúng rồi. Thứ hai nữa hay cáu ăn. Mà hay quạo lắm, mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở em có gì không? Cũng đúng trạng thái à. Đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ, chồng em thì trẻ con theo em. Không, thí dụ một cái tính trẻ con thôi. Nhiều khi mà nằm cái meo 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 đi chơi, cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Năm kế đó. Dạ, phải nghĩ năm kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em đang nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tả nha. Dở
Dạ. Đi đi mà tiếu vợ vợ chồng đi không được. Mà em đang phơi đồ. Con đang phơi đồ à? Trời ơi đẹp vậy. Em là em ngồi em bị em ngồi xuống thì em sợ em không ngồi đứng dậy nổi. Thì mà em ôm hai gối em kêu là chấp chấp hai tay như này và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Mà sợ. Nhưng mà nó hơi khó làm một tí với mặt cái buồn. Ở chung với nhau thì nó cũng tính vợ mình như nào mình yeah. cũng vậy. Yeah. Bây giờ người ta vẫn là cô bé mà chiều dữ không, nhõng yeah. nhẽo không? Cũng phải có một chút gì đó gọi là nhìn, một cái gọi đó gọi là nhường nhịn. Nhường nhịn mà nhẫn nhịn luôn không? Cô mai chú lè chú lét á, có như là giận hờn. Không có đâu, em rất hiểu chuyện luôn. Em hiền lắm, em kiểu như khi em nhõng nhẽo thì dám hỏi thì hai vợ chồng có về ở chung với nhau. Thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á. Chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng hai tiếng đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? Bọn em đang... đang thả luôn đó. Dạ đang mong. Ồ vậy hả? Là coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích có em bé đâu, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Cory ạ. Cory đúng không? Dạ. Trời chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà đúng không? Cưng nhất nhà cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng hả? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là như nó mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình như đó mình thích. Quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bị muốn cứ để nguyên. Dạ nếu mà em tự thay đổi đi thì cái tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ chính xác. Còn này và vợ em hay không? Dạ. Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy, tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được tốt, tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em ạ. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Hợp cả. Thực sự chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ, dạ lắm. Cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Dạ. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim, và thậm chí nha, bé này cũng hợp. Mà Semisit cũng hợp luôn đó. Đó phim thì, như Semisit. Em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước thì em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đẩy lên kiểu TV cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị dối. Tại vì cái em không học tiếng Việt. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì là anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên TV. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ thành hiện thực. Đó là em sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn rồi.